Trong chương trình thời sự trước đây, chúng tôi đã phản ánh về việc quản lý trật tự tại khu NU9, xã Liên Phương, thành phố Hưng Yên còn nhiều bất cập, trong đó có sự phối hợp chưa tốt của các đơn vị liên quan. Hiện nay, ngoài trật tự đô thị còn phát sinh thêm về an ninh trật tự. Tình trạng mất trộm tài sản trong khu dân cư NU9 xảy ra vào ban đêm từ tháng 2 đến hết tháng 9 năm nay. Cũng thời gian này, đèn chiếu sáng công cộng tại đây cũng tắt. Gia đình bác sĩ Hậu đã bị kẻ gian đột nhập lấy mất 30 triệu đồng tiền mặt, nhiều cây cảnh vật nuôi của người dân và 40 cửa ghi bằng gang để thoát nước mặt đường trị giá gần 80 triệu đồng cũng đã bị mất trộm. Thế sang năm nay cái là trộm cắp là nó nổi lên, là tối hôm vừa rồi nó bê lắp cống mà không làm gì được. Ở đây khu này thì mất thì chỉ có nhà ông Chiến là mất cây tùng, cái nhà Hậu là mất tiền, mới đến nhà tôi là mất gà. Tôi giờ nói chung mất thì chả biết kêu ai được, mất thì mình không trông được, chịu đi. Người dân trong khu dân cư NU9 kiến nghị việc gia tăng tình trạng trộm cắp ban đêm có nguyên nhân khi không bật đèn chiếu sáng, bởi đây là điều kiện thuận lợi để kẻ gian thực hiện hành vi trộm cắp. Đại diện đơn vị trúng thầu cũng là đơn vị đang vận hành hệ thống chiếu sáng lại khẳng định không chịu trách nhiệm chi phí này do chưa bàn giao hệ thống đèn chiếu sáng. Trong quá trình thi công thì đơn vị là triển khai theo đúng như hồ sơ thiết kế được duyệt. Nhưng mà trong cái khoảng thời gian từ lúc hoàn thành hạng mục công trình đến bàn giao đưa vào dụng cho các đơn vị quản lý vận hành, nhiều những cái vị trí mà những cái nhà hộ dân người ta đang xây phá dỡ mất hiện trạng, nó không đúng như cái thiết kế ban đầu. Ngoài ra, khoảng 70 hộ dân chiếm trên 80% số hộ đã xây dựng nhà ở tại đây tự ý xây hết phần đường lưu không. Hiện có 3 hộ dân đã tự ý lát lại vỉa hè bằng vật liệu khác và lấp luôn miệng cống thoát nước. Có 2 cơ sở sản xuất đá ốp lát vi phạm mục đích sử dụng đất, mỗi khi hoạt động là gây tiếng ồn và bụi đá. Toàn bộ các hộ có vi phạm gì đã được Ủy ban Nhân dân thành phố ban hành quyết định xử phạt theo quy định. Cũng đề nghị với các cấp các cái khu dân cư về sau để lại cái phần diện tích làm dành cho đường cứu hộ cứu nạn trước khi bán đất đấu giá cho các hộ sử dụng. Và cũng có rất nhiều ý kiến của các hộ sử dụng đất là người ta phải mua với giá trị rất là lớn. Hiện nay, các cơ quan có trách nhiệm giải quyết những vụ việc phát sinh liên quan tại khu dân cư NU9 gồm Ban Quản lý Khu Đại học Phú Hiến, Ủy ban Nhân dân thành phố Hưng Yên, Ủy ban Nhân dân xã Liên Phương. Nguyên nhân chính là sự phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực xây dựng quản lý hành chính khu dân cư và nhà thầu thi công khi tổ chức thực hiện dự án thiếu cập nhật tình hình và báo cáo chủ đầu tư cũng như Ủy ban Nhân dân các cấp để phát sinh vụ việc kéo dài. Vi phạm từ những hộ dân đầu tiên trên phần đất dành cho đường cứu nạn không được lập biên bản xử lý kịp thời. Hộ xây dựng sau học sai phạm của hộ trước khiến sai phạm trở thành phổ biến. Theo luật chính quyền địa phương, luật xây dựng và luật kiến trúc đã quy định rõ về thẩm quyền xử lý các vụ việc về trật tự an toàn xã hội và lĩnh vực trật tự xây dựng. Nhà thầu thi công dự án cần phối hợp chặt chẽ với đại diện chủ đầu tư, Ủy ban Nhân dân thành phố Hưng Yên và các cơ quan liên quan để bàn thảo giải quyết triệt để các vướng mắc phát sinh tại dự án khu dân cư NU9. Mặc dù vậy, trước mắt để tránh phát sinh thêm sai phạm, việc tăng cường thanh kiểm tra hoạt động xây dựng nhà ở tại đây cũng như công tác tuyên truyền vận động người dân cần được chính quyền xã Liên Phương quan tâm hơn nữa nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân nơi đây.